đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bên xa bể cổ nguồn mê, chóng bay về bờ giang. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 năm Kỷ Hợi, hiền tiền đệ tử chúng đăng cung vấn tập về chùa Bát Nhã, thành tâm thiết lễ quan mọc kỷ niệm Đức Phật đản sanh lần thứ 2643. Hưởng nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, quang giảng đạo tràng chứng minh công đức, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đại biến pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Tạng. Phật thanh thanh tịnh từ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt uy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Nhưng tâm đảnh lễ Nam mô tịnh hư không biến pháp giới, quá hiền vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Nhưng tâm đảnh lễ Nam mô hiền tọa đạo tràng Ta Bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sân di lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biến Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dương chi tình này a
lo tăng tăng thân đại địa xuân đại bi quang thế âm mà về rõ đảng na đăng đoà nam mô tăng gia lần đoà y mong a di đà bà lo thân phật ra lần đà bà nam mô na ra cần đi ha di ma a bàn đà sa mẹ tăng bà a ta đầu du bằng a thề dân tăng bà tăng đa na ma bà ya ma bàn đàn đầu đàn điện ta an a bà lo he đề a ra đề di hệ đề ma bồ đề tăng đa tăng ba tăng ba ma ra ma ra ma he ma he đề đa di ngô lo ngô lo yến mong đỡ lo văn đa gia đề ma văn đa gia đề đa ra địa đề ni tăng văn ra gia gia ra gia ra ma văn ma ra bồn đề lệ hê hê đăng na ra trăm vạn ra ra lời vạn ra vạn trăm vạn ra dạ dạ ô lô ma ra ô lô nghe đi ta ra tăng đi tăng đi rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ ô đề dạ y đề đi dạ na ra gần đi đề đi dân đi na ba dạ ma na ta ba tăng đà dạ ma ha ma ha tăng đà dạ ta ba tăng đà vô nghệ thượng văn đà dạ ta ba na ra gần đi ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tăng ra tăng a bồ nghệ dạ ta ba ha tăng đà dạ ta ba ha dạ kiến đà tăng đà dạ ta ba ha ba đà ma yên tăng đà dạ ta ba ha na ra gần đi văn đà ra dạ ta ba ha ma ba lê yên ra dạ ta ba nam mô an ra đắc na đà ra dạ dạ nam mô a di đà ba lo yên đề tương bằng ra dạ ta ba an tâm điện độ văn đà ra bà cha dạ ta ba an tâm điện độ văn đà ra bạn đa dạ ta ba an tâm điện đô bạn đa ra bạn đa dạ ta ba Amen.
điều ngự vô thường y vương khai vạn từ húng tiền kim thân tu diệp nhiệp thiên luân ư túc hà ngọc tướng trang nghiêm thất thất niên chi giáo pháp tuyên dương vô lượng vô biên vô số kiếp vạn vạn thế chúng sanh chi giáo hóa nghề đại hùng đại lực đại từ bi thiệt duy công đức vô biên tán than cập giả giả nhưng tâm định lệ vô thọ hà thi hiền đản sanh Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng tâm định lệ vô ưu thọ hà thi hiền đản sanh Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng tâm định lệ vô ưu thọ hà thì hiện đàn na san em Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng dường Nam Mô Thượng Trụ Tâm Phương Phật. Nam Mô Thượng Trụ Tâm Phương Phật. Nam Mô Thượng Trụ Tâm Phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thượng Tạng Đế Giới A Di Đà Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Đà Tôn Phật. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Trư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Vô Biên Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Phạm Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Già Lâm Thanh Chúng Bồ Tát. Nam Mô Định Đại Tổ Sư Bồ Tát. Nam Mô Giảm Trai Sư Già Bồ Tát. Nam Mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Hồi Tượng Văn Bồ Tát. Nam Mô Tăng Hòa Đăng Thang A Đa Bà Lô Nhĩ Đề An Tam Bạch Rai Tam Bạch Rai Hậu. Nam Mô Tăng Hòa Đăng Thang A Đa Bà Lô Nhĩ Đề An Tam Bạc Đại Tam Bạc Đại Hồng. Nam Mô Tăng Hòa Đăng Tăng Đa Bà Lô Nhĩ Đề An Tam Bạc Đại Tam Bạc Đại Hồng. Nam Mô Tô Rô Bài Gia Đăng Tăng A Gia Đăng Điện Tài An Tô Rô Tô Rô Bạc Đạo Đô An Đa Lô Ta Hải A. Nam Mô Tô Rô Bài Gia Đăng Tăng A Gia Đăng Điện Tài An Tô Rô Bạc Đạo Đô An Đa Lô Ta Hải A. Nam Mô Tô Rô Bài Gia Đăng Tăng A Gia Đăng Điện Tài An Tô Rô Bạc Đạo Đô An Đa Lô Ta Hải A. Từ Thượng Trang Vị Thượng Công Thập Phương Phật Đông Hồn Chư Hẹn Tăng Hằng Hồng Lòng Đạo Phật Đăng Thế Vô Sai Biển Tình Nguyên Gia Bảo Mạng Linh Kim Tây Già Đắc Vô Lượng Ba La Mật Tâm Đức Lục Vị Cũng Phạm Tăng Văn Như Tình Vô Đồng Cúng Dường An Nga Nặng Tâm Bà Viện Đại Hồng An Nga Nặng Tâm Bà Viện Đại Hồng An Nga Nặng Tâm Bà Viện Nhân Đại Hồng Giờ này A Di An A A Tử A Tăng A Ta Đoan A Tăng A
Phật A Di Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện đạo tràng chùa Bát Nhã hôm nay, kính thưa liệt quý vị, hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 năm Kỷ Hợi, đúng vào dịp lễ vía Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì hiện đản sanh lần thứ 2643, vào đúng thời điểm này trong năm này. Hiện tại tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đang diễn ra sự kiện trọng đại trên khắp đất nước, đó là nước Việt Nam chúng ta kết hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức sự kiện kỷ niệm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì hiện đản sanh, do Liên Hiệp Quốc tổ chức, gọi là Phật Đản Vê Sắc. Phật Đản Vê Sắc nói lên tinh thần gọi là Tam Hợp. Tam Hợp có nghĩa là ba lễ. Lễ thứ nhất, lễ Đức Phật đản sanh. Lễ thứ hai, lễ Đức Phật thành đạo. Lễ thứ ba, lễ Đức Phật nhập Niết Bàn. Ba sự kiện trọng đại này được Liên Hiệp Quốc tổ chức, năm nay được Việt Nam đăng cai tại tỉnh Hà Nam, Trung tâm Văn hóa chùa Tam Chúc. Và giờ này, chư tăng cùng thiền nam tín nữ Phật tử cùng hướng về tinh thần lễ Phật đản. Vừa rồi chúng ta đã đặt lễ danh hiệu của Đức Phật thì hiện đản sanh tại vườn hoa Vô Ưu. Và giờ này tiếp theo, cái Phật tử sẽ được làm lễ tắm Phật, hay còn gọi là mọc dục. Đây là một cái dịp lễ quan trọng. Việc làm tắm Phật, đây là việc làm của chư thiên, việc làm thiện lành. Do đó hôm nay chúng ta người con Phật, dịp lễ tắm Phật một năm xảy ra một lần tại chùa Bát Nhã chúng ta hàng năm tổ chức, để cho cái Phật tử làm công việc thiện lành, đó là múc giọt nước cam lồ rưới lên hình ảnh của Đức Thái Tử vừa hạ sanh. Việc làm là này nói lên tinh thần
tạo cái công đức phước điền để chúng ta nhờ nước công đức thủy này mà chúng ta gội rửa được những phiền não nghiệp chướng sâu dày nhiều đời nhiều kiếp. Kính thưa quý vị, để thực hiện tinh thần tắm Phật được toàn vẹn, được trọn phần công đức, quý vị phải hướng tâm, nhất tâm hướng về Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài thể hiện ra cuộc đời này vì hòa bình, vì lợi ích cho chúng sanh. Nhờ cái công đức lớn đó, chúng ta được nương theo Ngài, được học Phật, được hiểu Phật và được làm theo hành nguyện của Phật. Nhờ sự thể hiện của Ngài mà chúng ta có thêm một ngôi nhà tâm linh. Ngoài ra chúng ta đã có ngôi nhà huyết thống, chúng ta thêm có một ngôi nhà tâm linh. Ngôi nhà tâm linh chính là ngôi nhà Phật Pháp, mà chúng ta là người con Phật, chúng ta được trở về đây như trở về ngôi nhà của chính mình. Một lần nữa nhắc lại cho quý vị được trọn phần công đức trong quá trình chúng ta tắm Phật, chúng ta phải nhất tâm hướng về mười phương chư Phật để cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển giúp lấy tất cả chúng sinh được trọn phần công đức. Khi chúng ta tắm Phật, chúng ta được hiểu rằng chúng ta đang gội rửa những cái cấu uế, những phiền não của bản thân chúng ta, để cho những thanh tịnh, để cho những hương thơm trong bản thân của chúng ta được lan tỏa, được sáng ngời. Thay mặt chư Tăng cầu nguyện cho quý nam nữ Phật tử thân tâm được an lạc, gia quyến khung chung vầy đó một mùa Phật đản được an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài Chứng Minh. À, kim quang dùng chữ như lai tinh trí trang nghiêm công đức tu ngũ trường chúng thanh linh ly cầu đồng chứng như lai tinh hòa thanh như lai tình trí trang nghiêm công đức tu ngũ trược chúng sanh linh ly cầu đồng chứng như lai hiện pháp thân ngã kim quang dùng chư như lai tình trị trang nghiêm công đức tu ngũ trược chúng sanh linh ly cầu đồng chứng như lai diệu pháp thân an mô ni mâu ni tam mâu ni ta phật an mâu ni mâu ni tam mâu ni ta phật an mâu ni mâu ni tam ô nê ta phải Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô